Trận chiến nãy lửa giữa người với yêu nhân đang diễn ra khốc liệt, thiên đế một mình chiến đấu với đám yêu nhân đó. Thiên đế triệu hồi sức mạnh liền nhanh chóng một kiếm đã có thể kết liễu được đám yêu nhân đó dễ dàng. Sau trận chiến khốc liệt đó, thiên đế bị thương rất nặng. Thiên hậu lợi dụng lúc ông ấy bị thương mà đam thêm một dao vào ngay tim của thiên đế khiến ông uất ức mà ra đi nhanh chóng. Bà ta không dừng lại ở đó, bà ta moi tim của chồng mình ra và tuyên bố mình là nữ hoàng đế của đất nước này. Thiên đế trùng sinh sống dậy trong cơ thể của diệt phàm. Là một chàng trai luôn bị người khác bắt mặt vì quá yêu ô tê, thiên đế khi tỉnh dậy đã muốn giết chết nữ hoàng thì bị Tiểu Ngọc bên cạnh ngăn lại. Cô ấy sợ anh lỡ lời àm đắt tội với bà ấy. Tên vô lại hay bắt nạt thiên đế xuất hiện, hắn là Tôn Công Tử. Nay hắn được lệnh từ Tô Nhị Công Tử đến bắt Tiểu Ngọc về làm vợ của Tô Công Tử. Thiên đế đương nhiên không đồng ý liền bị hai tên thuộc hạ đá ngã ra giường. Tôn công tử nói dù sao 7 ngày nữa thiên đế cũng thua trong trận tỷ thí luyện đan và tiểu ngọc cũng rơi vào tay tô công tử nên giờ anh ta đến lấy người trước. Thiên đế lấy ra ngọc bội ra truyền của dòng họ và nói dù anh có là phế vật thì cũng là thê tử của thiên trưởng lão cao quý khiến đám người nghe xong bỏ chạy. Bọn chúng rời đi, tiểu ngọc lo lắng về thiên đế nên bảo anh ấy rời đi thì tốt hơn. Bọn họ sẽ đi đến hơi khác để anh hồi phục sức khỏe và qua thời gian này phi đám người tô công tử sẽ không còn bám theo anh nữa. Nhưng anh Trấn An cô rằng anh sẽ không trốn chạy và sẽ thách đấu để chứng minh rằng mình không phải kẻ phê vật như lời bọn họ nói. Thiên Đế và Tiểu Ngọc đi đến cửa hàng bán nguyên liệu bào chế tiên đan. Thiên Đế muốn tu luyện tiên đan để tỉ thí với đám người kia thì liền bị Hứa Tiên Quân giễu cợt vì việc này không thể được làm ra bởi một kẻ vô dụng như Thiên Đế được. Tiểu Ngọc bên cạnh lo lắng nên bảo anh bỏ qua nhưng Thiên Đế nhất quyết không lùi bước. Anh ấy chấp nhận trả giá để chứng minh tài năng của mình cho mọi người được biết nên đã đồng ý thỏa thuận với chủ tiệm để lấy lò luyện đan cùng với nguyên liệu để trở về nhà thực hiện việc điều chế. Thiên đế dùng các nguyên vật liệu kết hợp cùng với tiên khí ảm anh đã tu luyện được mà chế tạo. Tên tiên quân bên cạnh cười nhạo là không biết lượng sức mình khi dám luyện được loại linh đan này. Thiên đế bỏ ngoài tai những lời nói đó, anh ấy ung dung thi triển pháp thuật để chế tạo. Thành phẩm là loại hảo linh đan cực phẩm ảm không phải ai cũng có thể chế tạo ra được đúng là thiên đế thì phát thuật cao cường hơn hẳn. Người khác cần luyện đến 3 lần mới có thể tạo ra được loại linh châu này nhưng anh ấy chỉ trong lần đeo u u tiên thì đã có tê hơ tại gia khiến tên tiên quân KLA phát điên lên vì ghen tức. Ông chủ cửa hàng rất vui vì điều này do đây là loại linh đan quy ra nên ông ấy đã trả 50 vạn luyện cho thiên đế để lấy được loại linh đan này. Sau khi lấy được tiền thiên đế và tiểu ngọc đi đến thiên tri các để tìm loại nguyên liệu tiếp theo đi đến trước cửa thiên tri các thì anh bị tên lính canh cửa cản lại không cho vào vì đây là nơi không phải cho kẻ phế vật nghèo hèn như thiên đế và tiểu ngọc có thể vào. Hai huynh đệ tôn công tử cũng đi ngang và đến để xem náo nhiệt. Tên lính thấy họ thì tỏ vẻ kính trọng và bọn họ cũng nhau sỉ nhục thiên đế ngoài đường vì cho rằng anh ấy không xứng để bu ốc chân vào thiên tri các của bọn họ. Lúc này trưởng quầy và ông chủ đi ra vì nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài, Ông chủ bước ra hỏi có chuyện gì thì tên lính nói có hai kẻ nghèo hèn muốn đi vào thiên tri các nên hắn ngăn cản và to tiếng với họ. Ông chủ nhìn thấy đó là thiên đế và tiểu ngọc thì liền cho tên lính canh ăn bạt tay vì giam vô lễ với bọn họ. Ông ấy đi đến bên cạnh xin lỗi vì sự thất lễ này và mời bọn họ đi vào khiến hai huynh đệ tôn ra bên cạnh khó hiểu. Họ nói thiên đế trước nay chỉ quan tâm đến vợ và ăn chơi mà thôi nên việc bu ốc vào thiên tri các là chuyện không thể nào xảy ra. Thiên đế nói đó là chuyện trước đây, hiện tại thì anh ấy đã thay đổi và KHSC so với trước. Hai tên đó vẫn không buông tha cho thiên đế, đúng là cắn Amix không chịu buông ra mà. Hai tên đó nói muốn vào thiên tri các phải có một số tiền thế chân ban đầu là hai vạn vật phẩm. Nếu thiên đế mang ra được vật phẩm như vậy thì anh ấy có thể bước vào khiến cả đám người có nhiều cảm xúc khác nhau. Anh lấy từ trong chiếc nhẫn ra vật phẩm chị gái 50 vạn khiến cả bọn sừng sốt vì không nghĩ anh ấy có được số tiền lớn như vậy thẹn quá nên chúng không nói gì và bỏ đi vào trong trước sự hả hê vô cùng từ thiên đế. Tôn công tử điều tra được thiên đế vì bào chế được hỏa linh đan nên đã được ông chủ cửa hiệu trả 50 vạn để mua lại khiến bọn họ không ngờ tới. Lần này bọn chúng nhất định sẽ khiến cho thiên đế bẻ mặt tại đây. Vật đấu giá đầu tiên là chiếc đài cổ có gái chị liên thành khiến ai ai nhìn thấy cũng muốn có. Tôn công tử vì muốn ra uy với thiên đế nên đã trả chiếc đài cổ đó một cái giá cao ngất khiến ai nấy đều bất ngờ. Vật phẩm thứ hai xuất hiện, đó là thanh kiếm cũ của thiên đế làm thiên đế nhớ đến trận chiến lúc trước với yêu nhân khiến anh có thái độ bất thường bọn họ bắt đầu đấu giá thanh kiếm đó bọn họ ra giá rất cao nhưng thiên đế quyết tâm có được nên anh ra giá 50 vạn để có được thanh kiếm đó cho bằng được huynh đệ tôn ra bên cạnh không ngừng chăm chọc thiên đế là thư rác rưởi nên mua vật rác rưởi về nhà sau khi nhận được thanh gương thiên đế đã chứng minh cho họ biết thanh gương rác rưởi là gì anh ấy thi pháp khiến cho thanh kiếm gãy lúc nãy trở nên lành lặng trở lại và phát ra quy lực thật sự của nó khiến cho mọi người ở đó bất ngờ, đặc biệt là huy đệ tôn gia. Mọi người ở đó nhận định thanh kiếm Anif là báo vật nên không ngừng thi nhau trả GIA để có được thanh kiếm từ tay thiên đế. Giá thành từ 50 vạn lên hẳn 500 vạn, đúng là kiếm tiền không hề khó mà. Vật phẩm mà thiên đế muốn mua nhất đã xuất hiện, cả anh và huynh đệ tôn gia đều muốn có được. Thiên đế trả giá 100 vạn để có thể lấy được, Tôn đại công tử vì muốn hơn thua với anh nên muốn trả gái cao hơn nhưng bị đệ đệ ngăn lại vì không đáng để mua thứ đó. Vì thẹn quá nên hắn ta hẹn thiên đế 3 tháng sau sẽ gặp lại, chiến đấu để phân cao thấp và xem anh ấy sẽ thua thê thảm như thế nào khiến Tiểu Ngọc bên cạnh sợ hãi. Nhưng thiên đế an ủi cô ấy vì hiện tại anh ấy đã không còn là diệt phàm trước đây nữa nên cô ấy không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Thiên đế sau khi có được nguyên liệu đã trở về tu luyện nên viên đan dược giúp thiên đế hồi phục lại sức khỏe anh ấy chắc chắn sẽ khiến những kẻ từng xem thường anh phải trả một cái giá thích đáng. Thiên đế tận dụng 3 ngày ở trong thư phòng để luyện được tầng võ công cao nhất của mình. Bây giờ anh ấy đã không còn là diệt phàm yếu đuối của diệt gia mà là thiên đế võ công và pháp lực mạnh mẽ. Tiểu Ngọc bên ngoài chạy vào phòng với vẻ mặt hết sức lo sợ. Cô ấy nói cho anh biết cuộc thi tỷ thí đã bắt đầu và bọn người tôn công tử đang đợi anh ấy đến để sỉ nhục anh. Tiểu Ngọc nói anh phải nhận thua càng sớm càng tốt anh trấn an vợ mình vì chắc chắn anh ấy không để thua đám người đó đâu tại trường thi đấu tôn đại công tử đánh bại hết tất cả mọi người ở đó nên tỏ vẻ rất đáng thắng và tuyên bố kẻ nào muốn thách đấu với mình thì bước ra mọi người ở đó không thấy thiên đế và tiểu ngọc xuất hiện nghĩ là họ đã bỏ cuộc nên không ngừng mỉa mai châm chọc họ trước mặt mọi người tôn đại công tử đang chuẩn bị tuyên bố hắn là kẻ chiến thắng thì thiên đế và tiểu ngọc bước vào thiên đế và tiểu ngọc bước vào làm cản trở việc tuyên bố kẻ chiến thắng của tôn đại công tử tên tiên quân liền nhạo bán thiên đế là đến đây chỉ để cho tôn địa công tử sỉ nhục mà thôi nhưng chúng đâu biết rằng hiện tại người dnag đứng trước mặt chúng không còn là diệt phàm yếu đuối của ngày xưa nữa thiên đế tuyên bố muốn đấu cùng tôn đại công tử để phân cao thấp nhưng hắn khinh bỉ cho rằng thiên đế không xứng đấu với hắn nên để đệ đệ mình ra tay tên đó vừa tấn công liefn bị thiên đế đánh cho đến mức học máu làm ai nấy đều kinh ngạc à. họ đều cho rằng thiên đế là phế vật nên không thể làm được điều này thấy đệ đệ mình bị đánh nên tôn đại công tử đã ra tay hắn dùng kiếm múa vài đường với thiên đế nhưng may mắn là anh ấy đều có thể né được bọn chúng thi nhau bắt nạt anh ấy khiến thiên đế xem xong cũng bất bình thay anh ta thiên đế ra tay hành hiệp anh ấy vận công và bắt đầu giao chiến với tên đó một trận ra trò thiên đế dùng kiếm đánh trọng thương hắn ta làm bao người bất ngờ hắn không thể tin mình có thể thua dưới tay một kẻ như thiên đế nên vô cùng tức tối thiên đế đinh ra tay tiễn hắn một đoạn nhưng bị một người ở đó cản lại chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha thế là thiên đế khiến hắn trở nên giống mình để hắn phải chịu những gì mà diệc phàm đã trai qua sau đó anh tuyên bố từ giờ mình hãi người tiếp quản của diệc gia và kẻ nào không phục thì lên đây tỉ thí với anh để lấy lại vị trí đó khiến ai ai cũng sợ hãi ông cháu tôn gia không cam tâm vì sự thật bại nghi hôm nay nên bọn họ nhất đính sẽ khiến thiên đế phải giá dắt về những phi mà anh ấy đã gây ra hôm qua bên này tiểu ngọc đang trách thiên đế dám giấu cô ấy để luyện tới tầng cao như vậy nên cô ấy khá dỗi Thiên đế để trục lỗi với vợ Biển tặng cô một viên linh gian rất tốt cho việc tu luyện tiền thuật khiến Tiểu Ngọc vô cùng vui vẻ. Thiên đế đang cùng ông chủ nói chuyện. Ông ấy còn đưa cho anh ấy lá thư giới thiệu đi đến Triệu Thục Giá là giáo phái mạnh nhất tại đây. Ông ấy nhận thấy anh là người có tài thì nên chọn nơi tốt để bồi dưỡng thêm. Thiên đế đa tạ và ra về. Trên đường về anh ấy bị đám hắc y nhân bao vây, chúng muốn lấy mạng của anh nhưng chúng lại không phải đối thủ của anh ấy NNDA bị tiêu diệt hết trước lúc chết chúng khai là do tôn đại công tử sai khiến chúng làm vậy thiên đế tức giận muốn đi tính sổ với chúng nhưng tiểu ngọc ngăn lại vì cô ấy không muốn thiên đế đi gây sự với chúng nhưng cô ấy lại không tài này thuyết phục được chồng mình nên phải để anh đi thiên đế đi đến phòng của tôn đại công tử và kết liễu hắn trước sự chứng kiến của đệ đệ sau khi ông nội tôn đến thì tức tốc bảo thuộc hạ truy bắt hai người thiên đế bọn họ trên đường chạy trốn thì liền bị đám người của tôn trưởng lão bao vây lại Thiên Đế vì sợ Tiểu Ngọc gặp nguy hiểm nên bảo cô ấy chạy đi một mình, anh có thể đối phó được với bọn họ. Đám người đuổi kịp đến thì anh sử dụng thanh kiếm và triệu hồi sức mạnh đánh bay mọi thứ và đã thương bọn họ. Đám trưởng lão nhận ra đó là thanh kiếm đã giết chết yêu nhân nên bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này đã chạm đến cảnh giới của Thiên Đế nên anh đã xử lý từng một. Anh cùng tôn trưởng lão giao đấu một hồi thì hai bên đều bị thương rất nghiêm trọng. Thiên Đế gặp lại được Tiểu Ngọc thì ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn xiết. Bọn họ đã đến được triệu phục giáo. Cùng lúc đó tại đây trưởng môn đang tuyển chọn môn sinh mới cho đợt này. Thật trùng hợp là tên tiên quân lúc trước nay cũng đến đây để xin học đạo. Tên tiên quân đó không ngừng sỉ nhục thiên đế vì cho rằng anh ấy không thể nào có thể tham gia học tập tại đây. Hắn phô diễn tài năng của mình cho mọi người thấy, hắn vận công thì xuất hiện sáu luồng ánh sáng xuất hiện khiến ai cùng trầm trồ kinh ngạc vì sự tài giỏi của hắn. Lúc này tên đó cũng không quên mỉa mai thiên đế rằng anh ấy không đủ tư chất và chính trưởng môn cũng nói anh nên quay về thì hơn mặc kệ lời nói của tên đó thiên đế lấy ra lá thư giới thiệu mà ông chủ lúc trước đã đưa cho anh trưởng môn nhìn thấy bút tích của sư huynh mình nên cũng miễn cưỡng chấp nhận cho thiên đế vào học tiểu ngọc vì muốn ở bên cạnh thiên đế nên cũng muốn vào học cô ấy vận công thì phát ra được năm luồng ánh sáng tuyệt đẹp nên khiến cô ấy hết sức vui mừng tên tiên quân thấy vậy muốn tiểu ngọc đi cùng hắn nhung đã bị tiểu ngọc từ chối khiến hắn quê không tả được thiên đế cũng muốn cho bọn họ thấy được năng lượng của anh như thế nào nhưng vì thân thể của Diệp Phàm không đủ mạnh nên ban đầu vận công chỉ tỏ ra đúng một luồng ánh sáng xanh khiến ai thấy cũng cười khinh cả. Nhưng sau khi Thiên Đế vận dụng công lực của mình thì luồng ánh sáng đã không ngừng tăng lên chóng mặt và đạt tới cảnh giới là bảy luồng sáng khiến ai cũng bất ngờ vì hiếm có ai có thể đạt được điều này. Khi nhìn thấy bảy luồng sáng phát ra thì trưởng muôn cũng không khỏi bất ngờ vì năng lượng của anh khiến ông ấy bái phục. Tiểu Ngọc bên cạnh vui vẻ hẳn ra khi thấy chồng mình làm được điều này mặc kệ tên tiên quân kia mặt mày sàm xích đứng bên cạnh tức tối sau đó trưởng môn cho người chuẩn bị chỗ ở cho hai người thiên đế nhưng điều này cũng khiến cho tên tiên quân kia ganh tị. Tiểu Ngọc và thiên đế trong phòng thì hết sức vui vẻ vì cô cảm thấy rất hãnh diện về người chồng của mình. Một vị trưởng lão già đi vào gặp mặt thiên đế vì ông ấy đã nghe tin thiên đế là người có thiên phú luyện đan dược nên ông ấy muốn mời thiên đế đến phòng luyện đan cũng với họ. Ban đầu anh ấy có vẻ không đồng ý nhưng sau những lời thuyết hục của vị trưởng lão đó thì anh đã đồng ý với ông ấy. Thiên đế cùng trưởng lão đi đến phòng luyện đan dược. Nhưng không biết trời xuôi đắt khiến như nào mà thiên đế vẫn gặp tên tiên quân hách dịch kia ở đây Lần này không chỉ có mình tên đó mà còn có cả ca ca của hắn Tên đó không đồng ý cho thiên đế luyện dược liệu vì hắn vẫn xem thường anh nhưng trưởng lão lại muốn anh làm việc đó Ca ca của hắn muốn thách đấu với thiên đế để xem ai mới là người xứng đáng được luyện đan dược Thiên đế tất nhiên ung dung đồng ý mà không cần quan tâm tên đó nói gì Hắn bắt đầu thi triển phát lực cầu mình để luyện đan dược khiến mọi người đều ngỡ ngàng hắn quả thật là một đối thủ đáng gờm đối với thiên đế nhưng anh ấy cũng không mấy để tâm đến điều này thiên đế cũng rất hứng thú nhìn xem tên đó có thể luyện đan dược này khiến anh cũng rất tò mò cuối cùng thì đan dược cũng đã luyện xong khiến ai cũng thán phục vì đó là thủy đan một loại đan dược mà khó ai có thể làm được đến lượt thiên đế xuất chiêu anh ấy bình tĩnh mà nói cho họ hãy chờ xem kết quả ai mới là người xứng đáng khiến hai tên kia cười khinh thiên đế cho tất cả nguyên vật liệu vào nồi và bắt đầu luyện công Tuy nhiên điều không thể ngờ là nồi luyện đan phát nổ khiến cho bọn họ được phen cười hả hê. Nhưng không may cho chúng là trong đống cho tàn, Thiên Đế lấy ra một viên tiên đan sáng chói khiến ai ai cũng bất ngờ. Sau đó trưởng lão tuyên bố Thiên Đế là người luyện đan vì viên đan dược mà Thiên Đế luyện ra thật sự là loại cực phẩm không phải ai cũng có thể chế tạo nên được. Bọn chúng trở về liền hết sức tức giận, vì chúng không cam tâm mình lại bị thua trước tên yếu ớt như vậy nên họ chúng đã bắt đầu lên kế hoạch để có thể giết Thiên Đế để anh ấy không cản trở với họ nữa trước cửa hang động, trưởng lão đang triệu tập mọi người để chuẩn bị bước vào hang động. Ông ấy bắt đầu điểm danh thì thấy thiếu sư tỷ Xuân Anh nên bọn họ đợi một lúc. Lúc này bọn người tiên quân được phen chế diễu thiên đế rằng sẽ không ai chịu cho anh ấy vào nhóm. Nhưng sau khi sư tỷ xuất hiện đã tán vào mặt hai tên đó khi cô ấy chọn thiên đế vào đội mình và bọn họ bước vào hang động. Xuân Anh sư tỷ nói với bọn họ trong hang có nhiều cơ quan nguy hiểm, chỉ cần cô ấy bảo bọn họ chạy là họ phải chạy đi nhanh nhất bọn họ phát hiện được đóa hoa đỏ rực trông rất đẹp. đó là một dược liệu quý nên thiên đế muốn hái nhưng bị tên tiên quân đó cướp mất. sau khi cướp được đóa hoa thì hắn ta giễu cợt thiên đế vì anh ấy dám cản đường bọn họ. thiên đế cũng không quan tâm đến họ liền đi tìm nguyên liệu thứ hai nhưng bọn chúng cũng ra tay cướp mất. không những thế hai tên đó còn chuẩn bị sẵn sát thủ để có thể thủ tiêu thiên đế nhưng đều bị anh đánh bại không từ bỏ chúng sẵn sàng sử dụng pháp thuật để đả thương anh nhưng được Xuân Anh sư tỷ ngăn cản và đưa thiên đế rời đi bỏ để mặc cho bọn chúng tức tối ở đó. Xuân Anh tỷ đưa thiên đế đến một nơi khác trò chuyện. Cô ấy khuyên anh không nên tức giận hay buồn phiền vì bọn họ vì chúng không đáng để anh phải bận tâm. Hai tên đó đã tìm thấy được một ấn ký có phong ấn sức mạnh tại đây nên bọn họ muốn tận dụng sức mạnh này để tiêu diệt thiên đế. Chúng dùng tên la bàn thần để kết hợp nhằm có thể tiêu diệt được anh ấy nhanh nhất có thể. Tên tiên quân bên cạnh này ra được sáng kiến nên đã gợi ý cho ca ca của mình để thực hiện. Xuân Anh tỷ và thiên đế đang đi thì bắt gặp hai vị sư huynh đang bị thương đi lại chỗ họ. Xuân Anh vì tốt bụng nên đã đưa một tên đi, ngay lúc đó thì thay người bọn họ xuất hiện với khí thế cao ngạo muốn xử lý anh ấy. Nhưng trong thấy đám người cũng mình sắp không trụ nổi nên hắn đã chọn triệu hồi thần binh ra giúp đỡ. Hắn ta thi triển pháp thuật triệu hồi, một luồng sáng màu vàng xuất hiện cùng với một tên binh lính mặc áo giáp xuất hiện. Hắn ta ra lệnh cho vị thiên binh kia xử lý thiên đế nhưng có lẽ ông ta nhận ra được đó là thiên đế trong hình dáng của diệt phàm nên cũng không dám ra tay gì. Thầy không có động tĩnh nên bọn chúng dùng la bàn thần để triệu hồi tên một phượng hoàng đỏ với hy vọng có thể đánh lùi được thiên binh nhưng bất thành. Thiên binh dùng dao chém xuống là phượng hoàng đỏ đó đã bay màu. Lúc này thiên đế ra lệnh cho thiên binh nhanh chóng xử lý tên tiên quân đó nhận thấy tình thế không thuận lợi nên bọn chúng cầu xin tha mạng nhưng thiên đế bỏ ngoài tai vì những gì mà bọn chúng đã làm thì không đáng nhận được sự tha mạng. Nữ đế cảm nhận được có kẻ đã triệu hồi thiên binh và mượn tay thiên binh để giết người nên bà ta đã sai thị nữ bên cạnh đi điều tra xem sao. Bên ngoài cửa động, ca ca của tiên quân hớt hãi hãy ra ngoài thông báo cho các trưởng lão về chuyện bọn họ đều đã bị thiên đế giết chết. Đám trưởng lão nghe vậy liền muốn giết chết thiên đế nhưng bị một vị trưởng lão ngăn cản lại, Ông ấy không đồng ý cho bọn họ xử lý thiên đế vò chưa biết rõ sự tình như thế nào nên phải đợi họ ra mới có thể xử lý được. Bên trong hang động, thiên đế đang nói chuyện vùng với thiên binh, anh ấy đang nói về những gì anh đã trải qua cùng với sự tức giận với nữ đế về những gì đã làm với anh. Xuân Anh tỉ bước tới nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đều hết sức bất ngờ. Cô ấy không tin vào mắt của mình nhưng sau khi được thiên đế giải thích thì cũng chấp nhận và cùng thiên đế đi ra ngoài ra đến trước cửa thì đám trưởng lão đã đứng trước ở đó để chờ Thiên đế giải thích rõ sự tình. Thiên đế không hoảng hốt mà từ tốn nói chuyện giải thích cho mọi người hiểu về sự tình lúc ấy. Ca ca của tiên quân bên cạnh liền không ngừng khoe chịu và đâm chọt khi nói rằng anh ấy là kẻ giết người, nhưng chưa đạt được mục đích để Thiên đế bị xử lý thì anh ta đã bị vạch trần về tội dám sử dụng cấm thuật để triệu hồi thiên binh khiến anh ta quê không dám nói gì và rời đi. Lúc này tại Tôn gia có một vị sứ giả từ trên trời đáp xuống và cả nhà ra nghênh đón hắn ta hắn đến theo sự chỉ thị của nữ đế đến tìm hiểu sự tình. Cha của tiên quân nói anh ta bị chết oan nên mong sứ giả có thể giúp đỡ gia đình họ xử lý tên hung thủ đó. Kaka đứng bên cạnh thì hết sức vui mừng vì sắp tới hắn sẽ có cơ hội xử lý được thiên đế. Tại phòng, thiên đế cùng Tiểu Ngọc đang luyện công cùng với nhau. Đột nhiên Xuân Anh đi đến và trò chuyện cùng nhau một lúc lâu, có lẽ cô ấy đã thích anh ấy rồi chăng? Chợt bọn họ nghe được thông tin nói rằng tôn gia đã đến để truy cứu cái chết của tiên quân khiến hai người họ tức tốc ra xem. Cha của tiên quân đưa cả gia đình tôn gia đến triệu phục giáo để tìm thiên đế tính sổ. Trưởng lão lo lắng rằng bọn họ sẽ gây khó dễ cho thiên đế cũng như giáo phái nhưng Xuân Anh bên cạnh Trấn An là không sao cả. Đám người tôn gia vừa đến đã có ý muốn xử lý thiên đế. Sau đó bọn họ đi đến nhờ người phân xử giúp cho. Tên ca ca kia thấy thiên đế đang quan lưng không đề phòng nên hắn đã đánh lén anh ấy khiến cho cả đám người thiên đế chuẩn bị tư thế để đánh với bọn họ. Sau màn đánh lén không thành công, Cha con hắn ta sử dụng pháp thuật làm cho mọi người chóng váng không đứng vững được khiến thiên đế khó chịu nên anh đã sử dụng bí thuật của mình. Anh sử dụng chiếc nhẫn kết hợp cùng ấn hổ ban đầu để toan nên kết giới phong ấn cả tôn ra lại. Cha tiên quân vẫn không biết lượng sức mình nên tiếp tục lớn tiếng với thiên đế liền bị anh ấy bóp cổ. Và anh ấy tuyên bố chỉ cần bọn họ phát ra thêm một tiếng động nào thì anh sẽ khiến bọn họ đau đớn thêm nữa. Trưởng lão và sư tỷ thấy cứ tiếp tục như sẽ có thể có án mạng diễn ra nên khuyên anh ấy nên dừng lại thế nhưng ra ngoài chưa được lâu thì họ vẫn có ý gây sự với thiên đế khiến anh tức giận muốn nhốt họ lại điều đó khiến họ thạnh quá nên bỏ đi trước sau một lúc tranh cãi với nhau thì bọn họ cũng đã bình tĩnh trở lại và cùng nhau đi vào cổng trước mặt họ là một con đường lửa khiến ai nấy đều rung sợ mà không dám đi qua có một vị trưởng lão can đảm đi lên ông ta bước từng bước một chậm rãi khiến ai nấy đều bất ngờ nhưng đi được đoạn đường thì ông ấy bị ngọn lửa thiêu rụi làm ai trông thấy cảnh tượng đó đều rung sợ và không ai dám đi qua cả Thiên đế bước ra giữa, anh chiêm nghiệm một lúc lâu thì liền bị tên ca cho rằng là màu. Sau khi nghiên cứu được cách để đi qua bờ anh ấy liền thực hiện. Hóa ra với con đường này chỉ được đi trong vòng 10 bước chân mà thôi. Anh ấy thực hiện đúng và qua được bờ bên kia một cách dễ dàng. Sau đó thiên đế bảo Xuân Anh đi qua bờ bên đó nhưng đám người trưởng lão lại sợ không muốn cho cô ấy qua bên đó. Mặc kệ lời khuyên ngăn từ mọi người Xuân Anh vẫn đi qua đó một cách dễ dàng và lần lượt từng người đi qua đó. Tuy nhiên đám người tôn dư qua được bờ nhưng lại không biết ơn thiên đế đã chỉ cho họ mà còn mỉa mai anh ấy thậm tệ. Nhưng anh ấy cũng bỏ ngoài tai tất cả những việc này và tiến vào bên trong. Mọi người tiến vào một cung điện nguy nga, bên trong chứa đựng rất nhiều vật phẩm quý gia. Mỗi người đều có cho mình thứ mà họ ưng ý khiến họ mừng rỡ. Thiên đế bên cạnh không quan tâm những thứ phù phiếm đó nhưng ánh mắt của anh đã va phải chiếc bình hồ lô phát sáng đó. Đó là chiếc bình mà năm xưa anh ấy đã dùng để phong ấn đám yêu nhân kia đang chuẩn bị lấy chiếc bình thì bị hai cha con kia giành mất khiến thiên đế vô cùng tức giận. Trong lúc đám người kia gằng co để giành vật quý thì Xuân Anh đã phát hiện được lệ quả có công dụng tăng cường sức mạnh lên đáng kể. Cha con tôn ra nghe vậy liền muốn cướp nhưng vẫn chậm hơn thiên đế một bước. Bọn họ muốn tăng cường công lực nên mới làm vậy nhưng bị thiên đế cản trở nên hết sức tức giận nên bao vai định giết đám người của thiên đế. Cha con tôn ra cho rằng mình có thể giữ được thế thượng phong nên bọn họ đắc chí vì cho rằng sắp giết được thiên đế để trả thù cho con trai của họ để tránh sự cố xảy ra thiên đế đã làm một giao dịch trao viên châu sáng để lấy hồ lô về tay sau khi nhận được đồ thì bọn họ lật mặt muốn thiên đế trao lại hồ lô nhưng anh ấy không chấp nhận thế là cha tôn liền thi triển pháp thuật để giết chết hết đám người thiên đế nhận thấy bản thân không đấu lại với tôn gia và dưới sự bức ép thì bọn họ nên thiên đế đã sử dụng hòi lô vàng để trừng trị bọn họ chiếc hồ lô này là vũ khí thượng cổ vô cũng lợi hại đám người nhìn thấy thì hết sức hoảng sợ nhưng tự chấn an rằng đây chỉ là đồ rác rưởi nhưng sau khi nhìn thấy một tên trưởng lão bị sát hại thì bọn họ đều xanh mặt mà xin tha mạng. Trong cơn cùng nộ của mình thiên đế đã xử lý hết đám người đó. Xuân Anh khuyên anh ấy nên dừng tay nhưng anh không đồng ý vì những lần trước tha cho họ nhưng họ vẫn tiếp tục làm hại anh. Tên ca ca và đám trưởng lãi tôn ra không ngừng mắng chửi thiên đế nên anh ấy đã cho hắn đăng xuất khỏi trái DOT khiến mẹ hắn tức giận. Mẹ Tôn muốn thay con trai trả mối thù này nên định cầm kiếm xông tới xử lý thiên đế nhưng bị cha Tôn ngăn lại khiến bà ấy vô cũng khó chịu vì bà không muốn con trai mình chết oan như vậy. Nhận thấy mình không phải đối thủ của thiên đế nên bọn họ bỏ chạy nhưng anh ấy đã đuổi theo để tính số. Lúc này cha Tôn đã lấy gương thần để triệu hồi nữ hoàng để cũng nói chuyện với anh. Hóa ra nữ hoàng là người bảo hộ cho Tôn gia. Bà ta hiện ra liền nhận định thiên đế là người của thiên cung nhưng anh ấy tức giận bảo bà ấy nhìn kỹ xem mình là ai. Thiên đế thi triển pháp thuật sử dụng hồ lô vàng để hiện ra chân thân thật sự của mình khiến phu phụ tôn gia và nữ đế đều hết sức bất ngờ. Hóa ra anh ấy là thiên đế đã mất cách đây 3.000 năm trước đây, bọn họ đều cho rằng anh ấy đã chết nên không thể nào tên vô dụng diệt phàm lại có chân thân là thiên đế được. Vì để trả mối hận năm xưa nên thiên đế đã dùng hồ lô mà đánh tan hồn phách của nữ đế khiến phu phụ tôn gia cho rằng bọn họ đã không còn người để dựa dẫm nữa nên hoang mang cực độ. Bên nữ đế sau khi hồn phách bà ấy bị đánh tan thì bà ta cũng bị nội thương rất nặng nhưng bà ta cũng không quen chuyện sẽ phải giết thiên đế lần hai. Vì nếu thiên đế trở về đồng nghĩa bà ta sẽ phải trả lại mọi thứ cho anh và cũng sẽ bị trừng phạt. Bên trong cung điện trưởng lão và Xuân Anh tỷ đang đợi thiên đế ra để xem tình hình bên trong. Xuân Anh hỏi về đám người tôn gia thì liền được thiên đế báo là bọn họ đã đi trầu trời tất cả khiến bọn họ hoảng hốt và mắng anh là bốc đồng khi dám giết cả nhà tôn gia. Nhưng thiên đế nói nếu không an phèm vậy thì chính anh sẽ là người bị hại khiến hai người không nói thêm được gì mà nói anh ấy hãy yên tâm. Bọn họ muốn thiên đế cùng trở về nhưng anh không đồng ý vì hiện giờ bọn yêu nhân đang chuẩn bị tấn công nên anh sẽ ở lại cung điện này để tu luyện sức mạnh thêm. Trước khi trở về thiên đế trao cho Xuân Anh vài tái lệ quả với hy vọng là chúng sẽ giúp đỡ bọn họ gia tăng công lực trong tình huống cần thiết. Thiên đế chỉ cầu xin bọn họ một việc là hãy thay anh chăm sóc cho Tiểu Ngọc trong những ngày thằng mà anh không bên cạnh cô ấy mà thôi và bọn họ đã nhận lời của anh. Sau khi bọn họ rời đi một mình anh mở phong ấn cho căn phòng luyện đan yêu thích của anh trước đây. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc anh rời đi nhưng tiếc là cảnh còn người mất thật thê lương làm sao. Thiên đế cần dược liệu lên nhìn thì quả nhiên là vật chân quý nhưng không thể so được với những dược liệu ở dưới nhân gian được. Thuộc hạ đến báo cho sứ giả cùng người nhà tôn ra rằng toàn bộ những người đi vào cung điện dưới đát đều đã bị giết không còn ai sống sót cả khiên cả đám người được phen sợ hãi. Vì không nghĩ rằng bọn họ đều mất mạng cả thuộc hạ nói đều do diệt phàm của triệu phục giáo gây ra. Cả đám người đều đồng lòng đứng dậy cầu xin sứ giả hãy đến triệu phục giáo để giết thiên đế để an ủi những linh hồn đã chết dưới ta yêu của hắn ta. Thiên đế đã luyện xong được sức mạnh ở tàng cao nhất trong thời gian rất ngắn khiến bản thân anh cũng phải khâm hục bản thân mình nữa. Sau khi tu luyện xong qua quay lại triệu phục giáo để gáp lại vợ mình liền bị Xuân Anh tỉ đuổi đi vì đám người tôn gia đang tìm anh. Chưa kịp hiểu gì làm đám người sứ giả đã đến nơi, Tên sứ giả bước vào liền tìm thiên đế ngay sau đó ông ta đánh thiên đế nhưng anh cản phá kịp lúc bằng nội lực của mình khiến ai ở đó cũng kinh ngạc cả. Ngay lúc này thì trưởng môn của triệu phục giáo cũng là cha của dân anh xuất hiện ngăn cản trận chiến này lại. Tên sứ giả nghĩ có kẻ muốn ngăn cản liền tức giận hỏi. Trưởng môn nhận lỗi thay cho thiên đế vì anh ấy là môn đồ của triệu phục giáo nên mong sứ giả bỏ qua cho anh ấy. Tên sứ giả nói chuyện giết tôn ra là chuyện nhỏ nhưng vấn đề là anh ta là hậu nhân của thiên binh điều này khiến nữ đế tức giận. Đám trưởng lão và suy huynh bên cạnh khuyên trưởng môn không nên can thiệp vào chuyện này vì như thế sẽ đắc tội với nữ đế. Mặc kệ Xuân Anh sư tỷ khuyên ngăn nhưng thiên đế vẫn chấp nhận để bọn họ xử lý mình nhưng trưởng lão và Xuân Anh liền khuyên rằng nếu để anh ấy bị xử tử thì không còn ai xem trọng triệu phục giáo vì đã không bảo vệ tốt đệ tử của mình. Trưởng môn cũng nhận thấy được điều này và có ý muốn bảo vệ thiên đế nhưng bị anh ngăn lại và nói mình sẽ chịu trách nhiệm về điều này. Bọn chúng định ra tay xử lý anh nhưng anh nói bọn họ không xứng nên lấy hồ lô ra so tài cùng bọn họ. Hồ lô vàng vừa xuất hiện khiến tên sứ giả hết sức lo lắng vì đây là pháp khí năm xưa thiên đế dùng để xử lý đám yêu nhân nhưng tại sao nay lại rơi vào tay diệt phàm khiến bọn họ hoang mang. Bọn họ tạo ra lớp phòng thủ đầy để tránh không cho hồ lô làm bị thương họ. Tuy nhiên pháp lực của thiên đế quá mạnh đã đả thương bọn họ. Nhận thấy bản thân không đánh lại nên hông ta đã dùng tháp kim tinh để nhốt thiên đế ở bên trong. Cái tháp đó phát ra nguồn lực cực kỳ lớn khiến ai chọn vào nó cũng có thể bị thương. Thiên đế đã vận hết nội công của mình để thoát ra ngoài nhưng bị tên sứ giả truy tìm khắp nơi. Thiên đế ẩn nấp tại một hang động nhỏ để trị thương nhằm tìm cơ hội xử lý hết đám người đã hại anh. Lúc này tại Tô Gia thì đang bị tên sứ giả khiển trách vì không tìm thấy tung tích của thiên đế ở đâu cả. Trưởng lão Tô Gia đảm bảo sẽ nhanh chóng tìm thấy anh nên mong sứ giả yên tâm chờ đợi. Tại hang động, thiên đế đã ổn định được sức khỏe và công lực của anh ấy đã tăng lên đáng kể nên anh quyết quay trở lại tính sổ với bọn họ. Trên đường anh ấy hỏi thăm thì biết được Tô Gia vẫn còn sống và bọn họ đang ở tại thành này nên anh ấy tức tốc đến để tính số mối thù từ trước. Đám trưởng lão Tô Gia bàn chuyện và bày tỏ sự bất ngờ không nghĩ là thiên đế lại dám làm chuyện đó và mạnh dạng nói sẽ giết được anh nếu bắt gặp. Đúng lúc thiên đế đi đến và nói sẽ báo thù vì những gì mà bọn họ đã gây nên cho anh. Đám người bảo anh không biết lượng sức mình khi dám nói như vậy nên trưởng lão đầu bạc đã ra nghênh chiến cùng thiên đế. Ông ta đánh chưa chạm được tới thiên đế đã bị anh tiễn về cực lạc ông cháu tô ra vì quá sợ hãi nên bảo người sông lên thì liền bị anh đánh cho bất tỉnh. Sau đó anh tiến gần lại chỗ ông cháu tô ra liền nói ra những gì mà bọn họ đã gây ra cho anh và nói sẽ nhường vị trí người đứng đầu lại cho anh nhưng anh không quan tâm bọn họ. Chuẩn bị tiễn họ đi thì liền bị tên sứ giả ngăn cản. Hai người đó tưởng có người đến giúp nhưng dù tên sứ giả có đến thì hai người đó vẫn về nơi xa. Sau đó sứ giả và thiên đế tiếp tục giao chiến nhưng lần này anh ấy mạnh hơn và đả thương được ông ta. Sau đó anh bỏ đi nhưng tên sứ giả đó tức giận liền nghĩ sẽ bắt Tiểu Ngọc để uy hiếp anh ấy. Hắn đi đến triệu phục giáo bảo giao Tiểu Ngọc ra nhưng trưởng môn nhất quyết không giao vì lời hứa mà Xuân Anh và trưởng lão đã hứa với thiên đế là bảo vệ Tiểu Ngọc thật tốt. Không khuyên được bọn họ giao người hắn liền dùng biện pháp mạnh để ép ông ấy giao người. Nhưng hôm nay là ngày không may cho hắn. Hắn bị trưởng môn đánh bật ra. Trưởng môn bảo người xông lên xử lý hắn thì bị thị nhữ của nữ đế đến để tuyên chỉ. Trong đám trưởng lão có kẻ dám phản bội khi nói cho nữ đế nghe về việc tiểu ngọc ở đây. Cô ta bắt cả triệu phục giáo phải quỳ nghe chỉ nhưng trưởng môn không đồng ý trừ tên phản bội kia. Thế là cô ta dùng pháp lực ép bọn họ quỳ đồng thời khiến trưởng môn bị điếc. Tên phản bội kia được phong trưởng môn và hắn nhanh chóng mang tiểu ngọc ra để tên sứ giả mang đi. Thiên đế quay lại thấy mọi người ở giáo đường khác lại lại trùng hợp bắt gặp Xuân Anh để hỏi chuyện ban đầu xuân anh giấu không nói sự thật nhưng sau khi bản thân thiên đế cảm nhận được luồng khí của tên sứ giả ở đây thì xuân anh mới nói sự thật cho anh nghe là tiểu ngọc đã bị bắt đi tức giận và anh hứa sẽ báo thù thay cho họ tên trưởng môn đứng trên cao nói anh không thể làm được ông ta định bắt anh ấy nhưng liền bị xuân anh cản lại và bảo thiên đế nhau chóng rời đi vì đại sự sau này cô ấy bị tên phải đồ đánh vì dám thả cho thiên đế chạy mất đồng thời ông ta cũng nhốt cô ấy lại làm con tin để dụ thiên đế quay lại lần nữa lúc này thiên đế đang ngồi luyện công tại một quán trọ trong lúc ăn cơm thì nghe thấy bàn bên cạnh mọi người đang bàn tán về chuyện trưởng môn và xuân anh sẽ bị hành quyết vào 3 ngày nữa khiến anh thấy đây là cơ hội không thể bỏ qua để tiêu diệt tên nó anh ấy đi tìm mua những thuốc quý để nhanh chóng gia tăng công lực của mình lên tại triệu phục giáo thì tên phản đồ đang cùng đồng bọn bàn bạc nên làm sao để dụ được thiên đế ra để có thể giết anh ấy lập công với nữ đế nếu làm được thì bọn chúng sẽ được trọng dụng sau này nên rất phấn khởi vì điều đó cha con xuân anh bị đưa lên để hành quyết cô ấy khẳng khái nói không sợ vì thiên đế sẽ báo thù giết cô nên khi ông ta chuẩn bị ra tay thì thiên đế xuất hiện ngăn lại nhận thấy con mồi xuất hiện bọn chúng bao vây chuẩn bị bắt thì liền bị rơi vào trận pháp của anh ấy anh vận dụng kinh công để tiêu diệt hết đám người đó trong một nốt nhạc và xử lý đến tên phản đồ ông ta ra đồn nhưng thiên đế đều né được và nhanh chóng phản công khiến ông ta chết mà không cam tâm khi chuẩn bị làm hại cha con xuân anh Trưởng môn cảm tạ anh ấy vì cứu giúp nhưng anh ấy bảo giúp họ cũng là giúp Tiểu Ngọc nên không có gì cả. Điều này khiến cho Xuân Anh bên cạnh không vui. Sau đó thiên đế bàn bạc một vấn đề gì đó với trưởng môn. Bên đám sứ giả bọn chúng không ngờ thiên đế lại có thể giết tên đó dễ dàng như vậy nên nghĩ cách như thế nào để đối phó với anh. Lúc này thiên đế đang truyền công lực cho thiên binh và anh ấy hiện ra để bái kiến và hứa sẽ phục vụ cho anh ấy như lúc trước và bọn họ sẽ xây dựng nên một binh đội hùng mạnh trở lại. Thiên đế từ biệt Xuân Anh để lên đường cứu Tiểu Ngọc, nhưng nhìn mặt Xuân Anh có vẻ không vui lắm khi anh rời đi nên trưởng môn cho phép cô ấy đi cùng anh để giải cứu Tiểu Ngọc nên cô ấy vui vẻ cáo từ cha mình và rời đi. Bên này bọn chúng đang tra khảo Tiểu Ngọc về thông tin của Thiên đế nhưng cô ấy nhất định không nói khiến bọn họ tức giận nên đánh cô không ngừng. Sau khi đánh xong nhưng vẫn không có tin tức gì nên bọn họ định giết cô nhưng bị sứ giả cản lại vì hắn muốn dùng cô để dụ Thiên đế. Đột nhiên có người thông báo là anh đã đến khiến Tiểu Ngọc vô cùng lo lắng đám binh lính bao vây anh rất nhiều tên sứ giả xuất hiện bảo anh ấy cuối cùng chịu xuất hiện thiên đế nhìn thấy tiểu ngọc bị thương liền vô cùng tức giận mà mắng chửi lúc này anh ấy lấy hổ phù ra để bày trận pháp đối phó trận pháp bày ra khiến đám người đó cười khinh vì cho rằng anh ấy không thể đánh bại được sứ giả cả hai giao chiến này lửa khiến cả hai đều bị thương sau đó hai bên triệu hồi chân thân ra giao đầu với nhau phượng hoàng của tên kia không địch nổi nên đã bị đánh bị thương Thị nữ nhận thấy tên đó sắp không ổn nên đã lấy chiếu chỉ ra để đe dọa nhưng không thành công ngược lại còn bị Thiên binh đánh cho không còn mảnh giáp. Cô ta thấy chuyện không ổn nên đã nhờ nữ đế ra tay để xử lý. Nữ đế xuất hiện nhìn thấy Thiên đế và Thiên binh thì có chút khó chịu vì cho rằng họ đang phá hỏng chuyện tốt của bà ta. Bà ấy thi triển pháp thuật để tiêu diệt Thiên binh làm cho Thiên đế tức giận mà hóa ra chân thân của mình. Sau khi giao chiến anh ấy thấy không thể cứu được Tiểu Ngọc nên đành rút lui trước. Thiên đế đang trị thương trong hang động nhưng nhớ đến những gì mà nữ đế làm cho anh khiến anh vô cũng tức giận. Bỗng anh chợt nhớ đến mộ của mình và đi đến đó để hội tụ sức mạnh tiêu diệt cô ấy. Bên nữ đế thì trừng phạt tiểu ngọc và muốn từ cô ấy để khai thác được chỗ ở của thiên đế nhưng cô ấy nhất quyết không cho làm bà ta nổi giận. Bên này thiên đế đã tìm thấy mộ của mình và hấp thụ tinh hoa ở đó và đi đến tìm nữ đế cũng chiếc quan tài. Anh ấy đứng trước mặt nữ đế để hấp thụ tinh hoa và nhanh chóng trận chiến làm cho người bên cạnh bị thương ngã xuống đất sau đó anh tiến đế xử lý hết tất cả những kẻ phản nghịch tiêu diệt nữ đế và đưa tiểu ngọc rời đi bên này cả thiên đế và tiểu ngọc đều cho rằng nữ đế đã bị tiêu diệt nhưng thực chất bà ta vẫn còn sống và không biết bà ấy sẽ làm gì tiếp theo đây